Vừa qua, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã tổ chức lễ gắn biển công trình lắp đặt máy biến áp T2 thuộc trạm biến áp 110 kV Thạch Tổ tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Việc đóng điện và đưa vào vận hành máy biến áp T2 đã kịp thời đảm bảo độ tin cậy, cung cấp điện ổn định cho địa phương cũng như chống quá tải cho các trạm biến áp 110 kV khác. Được khởi công ngày 11 tháng 10 năm 2019, với tổng mức đầu tư trên 35 tỷ đồng từ nguồn vốn tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản, dự án lắp đặt máy biến áp T2 thuộc trạm biến áp 110 kV Thạch Tổ đã được nghiệm thu đóng điện và đưa vào sử dụng sau 7 tháng thi công. Đây được coi là một kỳ tích của đơn vị thi công công trình, bởi ngay cả trong thời điểm cả nước đang cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện giãn cách xã hội, thì các cán bộ công nhân viên người lao động của Ban Quản lý Dự án Lưới điện miền Bắc, đơn vị trực thuộc EVN-NPC, vẫn ngày đêm bám sát công trường, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cũng như thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch để bảo đảm tiến độ đóng điện của dự án. Dự án lắp đặt máy biến áp T2 thuộc trạm biến áp 110 kV Thạch Tổ là công trình đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm an ninh năng lượng tỉnh Hà Nam. Công trình đi vào sử dụng tiếp tục là những minh chứng rõ nét cho những nỗ lực của ngành điện miền Bắc trong việc đảm bảo cung ứng đầy đủ điện năng phục vụ tăng trưởng kinh tế xã hội, góp phần mở rộng thu hút đầu tư và đưa Hà Nam tiến nhanh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thời gian tới, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về tài chính, nhưng EVN-NPC sẽ tiếp tục bố trí nguồn vốn đầu tư để cải tạo, nâng cấp lưới điện trên địa bàn tỉnh Hà Nam.